Sáng nay, Thành ủy Thủ đô Một tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2022. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được triển khai các nội dung như chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đường lối phát triển kinh tế xã hội của đảng phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình bảo đảm ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội chủ động và tích cực hội nhập quốc tế nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng của đảng ở cơ sở tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên đảng cộng sản việt nam